Thưa quý vị và các bạn, những tháng đầu năm 2023, tốc độ phát triển của ngành chăn nuôi tỉnh Tiền Giang tương đối nhanh nhưng chưa bền vững. Đây chính là trăn trở của không riêng lãnh đạo tỉnh, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, mà ngay cả chi cục chăn nuôi và thú y cũng rất nỗ lực tìm mọi giải pháp phát triển chăn nuôi theo hướng giảm chi phí sản xuất để tăng lợi nhuận cho người chăn nuôi, nhất là kiểm soát tốt, phòng chống hiệu quả dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Giải pháp kiểm soát dịch bệnh trên đàn vật nuôi được xem là giải pháp cơ học, được hệ thống thú y từ tỉnh đến cơ sở thực hiện thường xuyên và thực hiện có hiệu quả. Riêng việc tiêm phòng vaccine cho vật nuôi từ lâu đã trở thành thói quen của người chăn nuôi, mặc dù hiện có một số loại bệnh không còn được nhà nước tiêm phòng vaccine miễn phí. Sau khi có công văn của Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, thì hầu hết Ủy ban nhân dân các xã đều có cái kế hoạch triển khai thực hiện. Thì cùng cái thời điểm trên, thì đài truyền thanh của xã thì cũng tăng cái thời lượng mà phóng thanh thông báo cái lịch tiêm phòng theo từng địa phương. Thì trưởng ấp tại địa phương thì cũng sắp xếp công việc, lập cái danh sách của hộ chăn nuôi và để hướng dẫn đoàn đến tiêm phòng. Thì với cách thức thực hiện như trên, đến thời điểm hiện tại thì tỷ lệ tiêm phòng hai loại vaccine cúm trên đàn gia cầm và vaccine lở mồm móng trên đàn gia súc của huyện Chợ Gạo đạt tỷ lệ đều trên 75%, thì góp phần trong công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Thì hiện nay trung tâm cũng vẫn là tiếp tục triển khai công tác trên đến cuối năm 2023, thì để góp phần cái phát triển cái ngành chăn nuôi trên địa bàn huyện Chợ Gạo bền vững. Điển hình như các trang trại gia cầm quy mô lớn như trại gà của anh Lê An Bình, xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo có quy mô tổng đàn hơn 300.000 con, đặc biệt là nuôi gà chuyên trứng nên vấn đề tiêm vaccine phòng các bệnh do virus là ưu tiên hàng đầu và chủ trại quan tâm nhất là tiêm phòng vaccine cúm AH5N1 vì bệnh này có thể gây chết gà và tiêm vaccine phòng cúm AH2N9 thường gây ra tình trạng gà giảm đẻ làm thiệt hại về kinh tế. Trại của em là hiện tại đang sử dụng loại vaccine H5N1 và H9N2 là cho trên đàn gia cầm đẻ. Hai loại vaccine này thì được em dùng chủ yếu vào cái giai đoạn hậu bị. Chủng H5 là N là được sử dụng vào gia cầm ở giai đoạn 14 ngày tiêm một mũi và 40 ngày tiêm một mũi. Còn H9N2 thì được sử dụng 3 lần là vào lúc 21 tuổi, 120 ngày tuổi và 150 ngày tuổi. Là khi tiêm bên em tiêm theo cái lịch trình như vậy thì nó sẽ đảm bảo cho gia cầm phòng được cái bệnh về cúm động lực cao và cúm động lực thấp. Về loại vaccine thì hiện tại thì em đang sử dụng các loại vaccine H9 và H5 và do chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Tiền Giang khuyến cáo là khi sử dụng thì đàn gia cầm đẻ bên em thì nó luôn đạt được năng suất ổn định và cái thời gian đẻ đỉnh thì lúc đỉnh thì nó sẽ đạt được khoảng từ 93 đến 94% và cái đỉnh trứng nó sẽ được kéo dài. Không thuận lợi như chăn nuôi gà, thời gian qua chăn nuôi heo bị áp lực bệnh dịch tả heo châu Phi. Cùng với áp dụng giờ vàng, cuối năm 2022, ba trại heo ở huyện Chợ Gạo, Gò Công Tây và Cái Lậy phối hợp với các đơn vị hữu quan tiêm thử nghiệm vaccine dịch tả heo châu Phi Navet và đến nay vaccine thương mại này phát huy tốt hiệu quả. Sau những lần thử nghiệm vaccine dịch tả châu Phi, thì tôi đánh giá về cái đàn heo của tôi là nó có một cái độ an toàn tốt. Theo khuyến cáo thì đối tượng heo từ giai đoạn sau khi mẹ sinh là 8 tuần đến 12 tuần tuổi là giai đoạn để mà tiêm chủng vaccine dịch tả heo châu Phi. Thì cái vaccine dịch tả heo châu Phi thì khi mình tiêm cho heo đúng đối tượng thì có thấy phát hiện là khoảng 10% heo sau một tuần tiêm có khả năng như gây cái đáp ứng miễn dịch, thì có thấy heo có thể nó hơi sốt nhẹ và nó hơi ngơi ăn, nhưng tuy cái điều đó cũng không có gì để quan tâm. Sau 1-2 ngày thì heo nó hồi phục trở lại bình thường và ăn uống lại tốt. Cũng như các loại vaccine khác, khi sử dụng vaccine dịch tả heo châu Phi, người chăn nuôi cần tuân thủ khuyến cáo của ngành thú y và đơn vị sản xuất thì mới bảo hộ được bệnh cho vật nuôi. Đối với vaccine dịch tả heo châu Phi thì trước khi tiêm, bà con cần chăm sóc cho heo khỏe mạnh, tiêm cho heo từ 8 đến 12 tuần tuổi hoặc tiêm cho heo nái trước vòi giống 1 tháng để phát huy kháng thể, kháng bệnh trong sữa heo mẹ cho heo con sau sinh, nhất là cần kết hợp với chăn nuôi an toàn sinh học.